Mitsubishi Ace 2020, với bộ mặt Xpander lộ diện tại Việt Nam, cận kề ngày ra mắt cạnh tranh vua doanh số, Toyota Vios. Sau khi đại lý giảm giá sốc dọn kho mẫu cũ, Mitsubishi Ace và Mera bản nâng cấp mới đã được nhập về và chuẩn bị được bán ra thị trường. Mitsubishi Ace bản nâng cấp mới đã cập bến Việt Nam. Hình ảnh chiếc xe nằm trong kho cho thấy đây đã là bản thương mại, chứ không che chắn như một mẫu thử nghiệm nữa. Theo tiết lộ ban đầu của người bán hàng đại lý, bộ đôi Mitsubishi Mera và Ace mới sẽ được giới thiệu tại đại lý này vào ngày 17 tháng 3, tùy từng nơi mà thời gian ra mắt xe có thể khác nhau. Giá bán mẫu mới chưa được công bố nhưng nhiều khả năng cao hơn giá bản cũ. Xe vẫn được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Mitsubishi Mera và Ace 2020 là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift nên kiểu dáng tổng thể không thay đổi. Phần đầu xe được làm lại khác biệt hoàn toàn so với bản cũ. Hai mẫu xe hạng B này đã được hãng xe Nhật đưa ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal vào. Chi tiết nhận diện rõ ràng nhất là lưới tản nhiệt được tạo hình chữ X giống Xpander, Outlander hay Pajero Sport. Cụm đèn chiếu sáng trước góc cạnh hơn là loại bi LED. Mặc dù hình ảnh ban đầu mới để lộ phía trước của xe, nhưng có thể dự đoán được rằng các mẫu xe này sẽ được thay bộ vành mới. Đuôi xe được trau chuốt lại một chút, đèn hậu có giao diện LED mới. Thông số kỹ thuật và trang bị chi tiết hơn của xe vẫn được giữ kín. Nếu giống như bản bán tại Thái Lan, Mera và Ace 2020 sẽ có ít thay đổi bên trong xe. Nội thất có một vài điểm khác bản cũ như họa tiết ghế, điều hòa tự động hay màn hình hỗ trợ Apple CarPlay. Mitsubishi vẫn giữ động cơ cũ trên các mẫu Mera và Ace facelift là loại 3 xi lanh, dung tích 1,2 lít, công suất 77 mã lực và mô men xoắn 100 Nm, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Cho đến bản nâng cấp này, hai mẫu hatchback và sedan hạng B của Mitsubishi vẫn chưa có hệ thống cân bằng điện tử. Một số trang bị an toàn cơ bản có ABS, EBD hay hai túi khí. Hiện tại, các đại lý vẫn tiếp tục chương trình giảm giá mạnh tay với những chiếc Mera và Ace phiên bản cũ. Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng, các bản MT đã bán hết, bản CVT Eco còn ít xe và chỉ còn lác đác vài chiếc CVT bán nốt. Người này đang chào bán chiếc Ace CVT với mức ưu đãi 40 triệu đồng tiền mặt, kèm phụ kiện trị giá khoảng 15 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.